Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện trong ngày. Thưa quý vị, dù tính đến nay chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội đã hai lần hạ lãi suất, còn 7,5% với người mua nhà và 8% với chủ đầu tư. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức lãi này với người mua nhà là còn cao, đặc biệt là so sánh với gói hỗ trợ tín dụng với lãi suất 4,8% một năm của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đồng thời thì thời hạn vay ngắn chỉ trong vòng 5 năm cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho người dân không mặn mà về gói hỗ trợ này. Trước thông tin về chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, nhiều người cho rằng mức lãi suất 7,5% một năm cho người mua nhà còn cao. Như gia đình bà Phấn, dự kiến mua một căn nhà ở xã hội có diện tích khoảng 50m² với giá hơn 600 triệu đồng và sẽ vay khoảng 300 triệu đồng. Với mức lãi suất và thời hạn vay 5 năm từ gói hỗ trợ, trung bình hàng tháng, bà phải trả khoảng 6 triệu 800 nghìn đồng. Trong đó, tiền gốc là 5 triệu đồng và tiền lãi là 1 triệu 800 nghìn đồng. Trong khi đó, thu nhập hàng tháng của bà chỉ khoảng 7 triệu đồng. Tôi cũng có nhu cầu nhưng mà với cái mức này thì hơi cao. So với đồng lương của tôi đi làm thì có khả năng mà chi trả nó hơi kém. Còn đối với trường hợp anh Cường thì với hồ sơ hiện tại, anh chỉ được vay khoảng 50% giá trị căn hộ. Bởi vậy, anh mong có thể nâng hạn mức cho vay để có thêm cơ hội được sở hữu nhà. Hiện tại ví dụ như căn hộ ở đây thì giá trị khoảng 600 triệu trên một căn hộ. Nhưng mà chỉ được vay khoảng 300 triệu, còn cái số tiền còn lại thì so với tài chính hiện tại của tôi thì hiện tại tôi không thể đủ để lo được nốt cái số tiền còn lại. Tôi rất mong muốn được nâng hạn mức vay ngân hàng lên cao thêm một tí nữa. Theo các môi giới, phần lớn người mua nhà ở xã hội đều có nhu cầu vay. Tuy nhiên, người dân lại mong muốn được vay gói tín dụng với lãi suất 4,8% một năm của Ngân hàng Chính sách Xã hội hơn. Phần vì lãi suất ở mức phù hợp, phần vì thời hạn vay lên đến 15 năm. Phần lớn khách hàng đối đến với Lan Hưng thì đều muốn được hỗ trợ cái gói 120.000 tỷ bởi vì họ là người lao động có thu nhập thấp. Tuy nhiên thì cái gói vay này thì nó lại không đáp ứng được nhu cầu của phần lớn những người khách hàng ở đây bởi vì là họ lương tháng rất là thấp và họ muốn được hỗ trợ vay với thời gian dài hạn lên đến 20 năm cơ. Tất cả các khách hàng đều mong muốn là vay được cái gói vay của Ngân hàng Chính sách. Tuy nhiên là không đủ điều kiện hoặc là hồ sơ nó không được trôi chảy thì họ hay vì một cái lý do nào đó mà họ không chưa thể tiếp cận được ấy thì họ mới quyết định là chuyển sang ngân hàng thương mại với cái gói vay 120.000 tỷ mức lãi suất là 7,5%. Mặt khác, trong thời điểm hiện tại, mức lãi suất ưu đãi cho vay ngắn hạn mua nhà ở thương mại đang được một số ngân hàng áp dụng còn thấp hơn cả lãi suất của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng. Như Goldbank 7,2% một năm, BIDV 7,3% một năm, Agribank là 6-6,7% một năm. Chưa kể, các thủ tục vay vốn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vay thương mại. Trong lúc người dân thì không mặn mà, thì doanh nghiệp lại mong muốn được vay gói tín dụng 120.000 tỷ để phát triển dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên VTC, theo các doanh nghiệp để hoàn thiện được thủ tục hồ sơ và tiếp cận gói tín dụng này thì còn khó hơn lên trời. Ngay khi có thông tin gói hỗ trợ tín dụng 120.000 tỷ với mức lãi suất ưu đãi dành cho các chủ đầu tư, công ty cổ phần tập đoàn bất động sản Lan Hưng đã thực hiện làm hồ sơ xin vay 8 dự án nhà ở xã hội. Tuy nhiên đến nay, vẫn chưa dự án nào được chấp thuận. Theo đó, nguyên nhân chính được đưa ra bởi các ngân hàng không mặn mà với gói hỗ trợ này bởi mức lãi suất thấp hơn từ 1,5-2% một năm so với lãi suất cho vay bình quân trên thị trường sẽ khiến giảm lợi nhuận. Đồng thời, thủ tục hồ sơ vay mất nhiều thời gian trong khi các chủ đầu tư làm nhà ở xã hội đã được thẩm định, chứng minh năng lượng tài chính. Và để giá thành nhà được tốt nhất, các đơn vị cũng đề nghị được vay ngay từ khi giải phóng mặt bằng vì đây là giai đoạn phát sinh nhiều chi phí. Để mà doanh nghiệp bỏ một khoản tiền ra đầu tư xây nhà xã hội thì cái lợi nhuận nó chỉ có 10% thôi. Đấy, mà cái tiền đầu tư ban đầu mà ví dụ như đầy vốn bằng mà doanh nghiệp bỏ tiền ra thì nó sẽ cộng vào chi phí. Nhà đầu tư cũng đề xuất là và ngân hàng cùng tham gia doanh nghiệp để cùng nhau giải quyết cái vấn đề về cái quỹ đất, đó là để cùng nhau tham gia đầy vốn bằng. Trong khi tất cả các địa phương và theo cái quy định đấu thầu đấu giá khi mà tham gia vào nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thì phải chứng minh năng lực tài chính. Trong đó có vấn đề là có cam kết của ngân hàng đối với một dự án cụ thể đó cho chủ đầu tư. Nên chúng tôi cũng kiến nghị là cần có một nguồn vốn ổn định phục vụ cho chương trình
bao gồm là của ngân hàng nhà nước, đối với ngân hàng thương mại và bao gồm ngân hàng chính sách. Phía chuyên gia nhận định, để hỗ trợ khó khăn việc tiếp cận gói hỗ trợ nhà ở xã hội này với doanh nghiệp, điều cần thiết nhất là sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Bởi khi chính quyền địa phương xác định đây là dự án đủ điều kiện vay, phía ngân hàng có thể nhanh chóng giải ngân, tránh mất nhiều thời gian. Về phía các chính quyền địa phương thì phải xác định những cái dự án nhà ở xã hội nào là dự án thuộc diện được ưu tiên vay cái gói 120.000 tỷ này. Nó phải được thông báo đến ngân hàng nhà nước địa phương và thông báo đến các cái ngân hàng mà đã đồng ý tham gia cái gói 120.000 tỷ này, để từ đó các bên thống nhất với nhau thực hiện cái hỗ trợ. Có lẽ gói này cũng cần phải tổ chức tương tự như gói 30.000 tỷ, tức là phải là một cái nguồn tài trợ từ ngân hàng nhà nước đến, và ngân hàng nhà nước cho vay các ngân hàng thương mại, rồi ngân hàng thương mại dùng cái tiền này để cho vay ngoài xã hội thì bây giờ mới có lãi suất thấp được. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, hiện cả nước mới có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng. Trong đó mới có 7 dự án được giải ngân với số vốn gần 531 tỷ đồng. Bên cạnh việc trông chờ các chính sách hỗ trợ của nhà nước, phía doanh nghiệp cần tối ưu hóa thiết kế, vật liệu, thi công mới để góp phần giảm chi phí đầu tư, từ đó giảm giá thành nhà ở xã hội, tạo thêm nguồn cung, giúp cân đối trong cơ cấu sản phẩm bất động sản. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ cho vay mua nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ là giải pháp để người lao động và doanh nghiệp tiếp cận vốn. Tuy nhiên đến nay, công nhân vẫn không mặn mà, còn doanh nghiệp thì không thể tiếp cận. 8% một năm là mức lãi suất ưu đãi với doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội. Còn mức lãi suất đối với người mua nhà hiện cũng đang được điều chỉnh giảm xuống 7,5% một năm. Đi kèm với đó là quy định thời hạn vay ưu đãi tối đa 5 năm. Nhiều ý kiến cho rằng gói tín dụng 120.000 tỷ chưa thực sự là gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội. So với cái gói 3.000 tỷ trước đây thì nó cũng chưa hấp dẫn lắm, vì cái lãi suất nó chỉ được hỗ trợ có 1-2% thôi. Đối với người nghèo thì cái đấy là cả một vấn đề. Hai là cái thời hạn vay nó khá ngắn, cho cái khả năng trả nợ của người ta là cũng khó khăn. Cái tiếp cận nó cũng, hai cái yếu tố đấy làm cho khó khăn. Hiện tại là chưa có khách hàng nào mà được giải ngân cái gói này cả. Tại vì thực ra nó nhiều điều kiện quá và lãi suất còn cao nên người ta cũng không có nhu cầu. Thứ nhất là điều kiện để được vay cũng khó, và thứ hai là lãi suất cao. So với ngân hàng chính sách thì ngân hàng chính sách hiện tại là lãi suất 4,8%, là cơ chế vay cũng tiếp cận dễ hơn. Nhiều ý kiến cũng cho rằng để đẩy mạnh chương trình 120.000 tỷ đồng cần đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ, từ đó tạo ra khối lượng hoàn thành công trình để có thể giải ngân cho vay. Bên cạnh đó, chính phủ cần quyết liệt chỉ đạo, điều hành nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu khoảng 130.000 căn hộ trong năm nay. Đối với các cái dự án mà đã có cái thuận chủ trương đầu tư, về tiến hành lựa chọn ngay chủ đầu tư để mà tiến hành. Rồi đối với những cái dự án mà đã khởi công thì cần phải có đôn đốc các chủ đầu tư là phải hoàn thành sớm để đưa vào là nghiệm thu rồi bàn giao. Rồi là đối với các cái quỹ đất nhưng mà chưa có chủ trương thì phải tiến hành lập chủ trương, rồi còn bước phải lựa chọn chủ đầu tư nữa. Đấy, có như vậy. Rồi đó, các cái quỹ đất mà 2% mà chúng ta biết là theo quy định pháp luật ở trong các dự án nhà ở thương mại theo quy định phải dành. Thì thứ nhất là nếu có chủ đầu tư nào phải làm thì yêu cầu phải làm, còn trong trường hợp mà bàn giao lại cho địa phương làm thì tiến hành là thu hồi để mà triển khai ngay. Trước tiến độ giải ngân chậm gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh, ngoài yêu cầu các ngân hàng thương mại hoạt động theo quy định của pháp luật, theo thị trường, cần phải có cơ chế bù trừ từ phía nhà nước. Tôi cho rằng là không nên đề ra những chính sách mà nó không phù hợp với cơ chế thị trường. Vì ngân hàng thương mại là doanh nghiệp là kinh doanh theo lợi nhuận. Bởi vậy nên tôi đồng tình với việc là chúng ta sẽ có ưu đãi khi tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp và người dân được tiếp cận vốn doanh nghiệp. Nhưng mà tôi nghĩ là cái ngân sách hoặc là một nguồn từ tài khoá phải bù vào cái ưu đãi. Trước hàng loạt vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở xã hội, các chuyên gia cho rằng giải pháp cấp thiết hiện nay là cần sớm gỡ bỏ các nút thắt do khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng có được triển khai hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương trong việc cải cách mạnh về thủ tục hành chính. Một vấn đề khác là phải ngăn chặn được tiêu cực phát sinh trong quá trình thực thi.
Trước thực tế giải ngân gói hỗ trợ 120.000 tỷ đối với nhà ở xã hội chậm, người dân và doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn. Sáng mai, 12 tháng 3 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến liên quan đến gói tín dụng này để kịp thời đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan trong những bản tin tiếp theo. Và đến đây, Chuyện Trong Ngày cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.